Khi cơn bão số 16, còn gọi là siêu bão Tembin suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thì người dân các địa phương ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long mới có thể thở phào nhẹ nhõm để trở về nhà. Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2017, ông Nguyễn Văn Úc, một chủ trại cưa ở ấp Lý Hoàng 1, xã Phú Đông, huyện Tân Hòa Đông, tỉnh Tiền Giang, đã gọi người lập lại xưởng của mình. Sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão khi quét qua Philippines khiến hàng trăm người chết và mất tích đã khiến rất nhiều người lo sợ. Nghĩ rằng xưởng cưa không đủ sức chống chọi với bão, ngày 25 tháng 12, ông Úc đã cho tháo dỡ xưởng. Sau một ngày dọn nhà để tránh bão, thì bây giờ việc đầu tiên là phải lập lại xưởng để tiếp tục công việc. Nghe lại báo, thông tin báo là dông gió bão bùng, thử là cũng lo sợ chứ. Thấy có tóc một góc rồi, thấy gì sẵn đi, sẵn đà đó, rồi mới các kia anh em lại tóc dở ra luôn. Rồi mới xong rồi. Tụi tôi mới chạy bão, anh em giáp chạy bão qua liền một công. Rồi sau bão là đi mình mới về mới lập lại. Dở chị cũng nguy hiểm, dở chị không nặng nề gì mình là nguy hiểm, sợ khi sơ xúc to nó cắt á. Rồi còn có anh em người ta không có làm thường xuyên to này nữa. Rồi người ta cũng học hồng, mình cũng chỉ cách cho anh em ta làm. Như vậy là bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 4 giờ sáng nay, ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở ngay trên vùng biển ven bờ hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp trên vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Trong ngày hôm nay, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và trên đất liền các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau còn có gió giật cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và có thể kéo dài trong 2 đến 3 ngày.